Và đĩa bánh trôi của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn. Đấy. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Mình thử cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn, đây là mùa hoa bưởi nha. Đấy, mùi hương của nó cực kỳ là thơm luôn các bạn. Mà bưởi hôm nay nó sai hoa xanh lắm các bạn ạ, sai kinh khủng lên đấy các bạn nhìn. Đấy, những chùm hoa, mình zoom các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không, mình ngày xưa còn đi học. À, ít tuổi còn đi học, mình nhớ là cô có bài thơ là mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi, rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương. Em lại nhớ ngày anh ra trận, cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương. Cái ngửi cái mùi hoa bưởi này ấy, thì mình lại tưởng tượng đến cái mùi bánh trôi nước các bạn ạ. Và đó chính là lý do hôm nay mình ra vườn quay hoa bưởi cho các bạn. Và mình lấy hoa bưởi vào để mình làm bánh trôi nước nhé các bạn. Đấy. Khi bánh trôi nước thì các bạn hãy lấy cái chùm hoa bưởi nó vừa mới ra xong. Chứ còn nếu mà nó đã tàn tàn rồi thì lại không ngon nhé. Thì các bạn hãy lấy những cái chùm hoa nó vừa mới nở xong thì nó thơm các bạn ạ. Cái cây bưởi này của mình nó ra hoa, nó ra hoa chùm hoa rúm rồi này. Không cần nhiều đâu các bạn. Các bạn chỉ cần lấy cho mình khoảng 2 chùm, 3 chùm hoa thôi. Thế là đủ rồi chứ không cần nhiều nhé. Thế và các bạn lấy những cái bông hoa nó vừa mới nở xong. Đấy, cây bưởi này của mình thì nó ra hoa muộn. Thế chứ còn bình thường ấy là như ngày này thì là những cây bưởi ra sớm thì nó đang bắt đầu đậu quả rồi. Dù bận đến đâu thì bận, nhưng cái mùa hoa bưởi này mình cũng sẽ làm một bữa bánh trôi, ít nhất là một bữa bánh trôi nước để mình ăn, mình nhớ đến cái mùa hoa bưởi, mùa bánh trôi nước, ngửi cái mùi hoa này. Và cái dùng cái hoa này làm bánh trôi nước thì thơm lắm các bạn ạ. Nếu bạn nào mà chưa làm á, thì mong các bạn hãy làm thử nhé. Hoa bưởi khi hái về thì các bạn hãy cho vào một bát thật lớn hoặc là cái chậu nhỏ nhé. Và các bạn hãy cho nước đun sôi để nguội. Và các bạn thả hoa bưởi vào đây cho mình nhé. Và vật dụng thì của chúng ta gồm có phải có một cái rổ lọc. Đấy, và một cái đĩa để chúng ta vớt. Và nguyên liệu của chúng ta thì gồm có đường phèn chúng ta đã cắt thành viên, vừa đủ để làm cái nhân bánh trôi các bạn ạ. Và không thiếu phần nguyên liệu đó là phần bột nếp. Đấy, bột nếp chúng ta xay xong chúng ta lọc như thế này. Đây là bột lọc nhé, mình đi lên chợ mình mua. Đấy, và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái mâm. Đấy, tiếp theo đó là một cái nồi để chúng ta đun nước sôi. Đó các bạn ạ, đun nước chúng ta luộc bánh nhé các bạn. Và bây giờ các bạn cùng mình làm nhé. Nước, nồi nước của chúng ta đã sôi nhé các bạn. Sôi sùng sục và bắt đầu chúng ta thả bánh vào, luộc bánh.
Trong khi chúng ta luộc bánh được một mẻ rồi thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nặn cái mẻ khác nhé. Bột các bạn cứ nắm dài, xong rồi các bạn cho từng viên vừa, thế xong thì các bạn hãy đặt và các bạn nặn rất là nhanh. Chúng ta xem nào, khi mà bánh của chúng ta nó đã sôi và nó đã nổi lên như thế này rồi thì các bạn hãy dùng cái vớt bánh này, chuyên dùng để vớt bánh trôi. Đấy, các bạn vớt ra và các bạn thả vào cái bát nước sôi để nguội mà chúng ta đã đang ngâm hoa bưởi này nhé. Thơm lắm các bạn. Các bạn làm theo cách này thì ai ăn một lần nhớ mãi luôn, mà ngửi lần sau ngửi thấy cái mùi hoa bưởi cái lại nghĩ đến cái bánh trôi. Đó. Và khi chúng ta đã vớt sang cái bát nước hoa bưởi, nước sôi, đun sôi để nguội nước hoa bưởi này thì để ra một cái thì xong, chúng ta lại có thể vớt luôn ra cái đĩa. Thơm lắm các bạn ơi. Ngửi cái mùi bánh trôi nước này đã là ngửi cái mùi hoa bưởi, là ngửi thì mình nhớ đến mùi bánh trôi nước, cái món bánh trôi nước này. Ok, và chúng ta đã được một đĩa bánh trôi rồi các bạn. Chúng ta có thể trang trí